đơn giản là 10 con đi, bà con thấy là cái lợi nhuận của nó là giảm đi, mất đi khoảng 20 triệu. Thì 20 triệu đó thì bà con mua phẩm hay là mua thức ăn thì nó được khoảng tầm khoảng 50 bao. Và em xin lưu ý với bà con ha, là trong đây có một con 3B, mẹ nó là con limousine. Đây con 3B đỏ nè, trước mặt màn hình bà con đó ha. Con này là con mẹ cọp gần á, mẹ cọp gần đẻ ra nè, mẹ cọp gần, nhưng mà cọp gần cũng, con cọp gần đó cũng là con F1 luôn. Hello, Bò Vinh xin chào bà con cô bác gần xa ha. Cũng khá lâu rồi Bò Vinh không có làm cái video update giá cả, update giá cả cho bà con tiện theo dõi ha. Thì hôm nay rảnh rỗi nên Bò Vinh xin phép được báo giá. Hôm nay là ngày 3 tây tháng 7 năm 2021 ha. Giá cả của tháng 7 ngày hôm nay thì nó giảm nhiều hơn so với tháng 6 ha bà con. Giá bò cái giảm tầm độ khoảng 500.000, còn bò đực thì tầm độ khoảng 1,5 triệu ha bà con ha. Thì nói chung á thì do tình hình dịch bệnh và cũng do một cái số nơi, một số vùng miền người ta nhập con bò đực giống về đủ rồi, nên giá bò đực hiện tại bây giờ đang giảm sâu ha, giảm tầm khoảng 1,5 triệu một con á. Thì bà con nào có ý định nhập con giống ngay lúc này, đây là thời điểm vàng ha bà con. Riêng về con bò cái thì nó có giảm nhưng mà vẫn giảm nhẹ ha. Tại vì bò cái thì sau một số đợt dịch bệnh nên cần con giống để bổ sung cái nguồn giống á bà con. Nên nó vẫn có giữ giá được ổn định hơn con bò đực nhiều. Một số nơi bây giờ nè, em cũng xin nói riêng ngoài lề ha, cần cái có giấy xét nghiệm âm tính mới đi được. Thì bà con nào mà đi xa mà cần cái giấy xét nghiệm âm tính đó thì ở Trà Vinh mình không có khám dịch vụ được ha bà con ha. Hôm rồi em có lên trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Trà Vinh á, thì người ta nói là không có khám dịch vụ ở tỉnh Trà Vinh, chỉ có đi về y tế xã đến trình lý lịch và khai báo y tế rồi mình ra y tế huyện thì mới xét nghiệm được. Thì ngày hôm sau mới có kết quả ha bà con. Còn ở Sài Gòn, ví dụ như ở Sài Gòn thì là theo em được biết hình như là vài trăm ngàn là người ta test nhanh cho anh chị xét nghiệm âm tính đó, thì anh chị cầm tờ giấy đó đi được khá là nhiều, nói chung là thuận lợi. Còn ở miền Tây, đặc biệt là ở Trà Vinh thì hiện tại vẫn chưa có giấy xét nghiệm đó, xét nghiệm dịch vụ ha bà con. Bà con chỉ có thể xét nghiệm theo y tế xã, theo tuyến xã lên huyện ha. Rồi, tập trung chuyên môn ha bà con ha. Rồi, trước mặt bà con đó là lô bò mini ha. Cái này nuôi về làm thú cưng ha. Thì lô bò mini này nó cũng chà chà bò thôi à bà con ơi. Thì giá của 4 con bò này á, giá của nó là 50 triệu ha bà con ha. Có nghĩa là 12 triệu 500 một con. Và nói chung á, thì chiều cao của nó là 0.9 đến 1 mét nha bà con. 0.9 đến 1 mét. Có nghĩa là nó chưa được 1 mét đâu nha bà con ha. Bò này tầm 4 tháng tuổi à. Thì nói chung vẫn là thích hợp cho anh chị em dỗ béo nhiều hơn ha. Mì ăn liền 3 tháng. Nói chung là khung này thì khung bò bê rồi. Và nói chung anh chị nào dỗ béo mà bán bê á thì chú ý theo dõi giùm em ha. Bò 4 tháng tuổi nhưng mà nó dứt sữa rồi luôn nha bà con. Bò dứt sữa rồi. Nên vấn đề nó xuống bò là không có nữa đâu nha bà con. Bò này người ta dứt sữa lâu rồi. Nuôi là chỉ có lên thôi chứ không có xuống nữa đâu. Tại vì em bắt bò nên là cái vấn đề nhạy cảm là cái dứt sữa là quan trọng lắm ha. Nhiều khi bò đẹp mà về thành không đẹp đó bà con. Đặc biệt là những con bò đực nha. Miễn con bò đực mình bắt về bóng bẫy nhưng mà 2 ngày sau là nó xẹp xuống là nhìn thấy ghê luôn á. Còn cái mấy con bò cái mà chà chà bò xấu xấu như vậy nè,
thì nó không có xuống nữa ha bà con ha. Nó đã hết cái độ xuống của nó rồi, nó bây giờ nó già, nó thành bò già luôn rồi. Thì mình chuẩn bị tiếp theo qua cái lô bò tiếp theo luôn nha bà con. Hôm nay khá là nhiều bò nên cũng tranh thủ thời gian. Rồi, trước mặt bà con á là lô bò 5 tháng tuổi. 5 tháng tuổi nhưng mà cũng xấu xấu thôi. Già bò như lô bò lúc nãy. Và có hai con F2 và một con F1 ha. Giá tiền của ba con bò này em xin báo giá luôn cho bà con biết ha, là giá của nó là 13 triệu 500 ngàn con. Có nghĩa là giá của nó là 40 triệu 500 ngàn á bà con cho ba con bò này. Thì gồm hai con F2 và một con F1 ha. Thì như trước mặt bà con là con bông này là con F2 lai nặng luôn nha bà con. Con bông này nè. Dày bò lắm. Còn đây, đây là con F1 nhưng mà pin lực có đủ. Còn con xám này thì là xám đít phè ha bà con ha. Cho ăn tới này nọ thì đít nó phè luôn. Ba con bò này thì thuộc dạng là bò vỗ béo ha bà con. Với cái luồng tiền 13 triệu 500 này á, thì em nghĩ á, là nếu như mà mình hiện giờ mình làm bê liền luôn á, thì không hợp lý nha. Anh chị nào mà mua để cạo bê á, thì không hợp lý ha. Cái này em có nói rồi, tại vì một số anh chị cạo bê có liên hệ với em á, thì em có nói thẳng luôn, có nghĩa là bê thì không hợp lý đâu. Nhưng mà cỡ một tháng nữa thì nó nếu như mà vô tay mà giống như là những anh chị em mà chuyên nghiệp á, thì những con bò này làm bê là hết sảy luôn ha. Con bò F2 này á thì cái khung của nó là nó tầm khoảng là 1 mét, 1 mét em đoán là cỡ 1 mét á, xê xích chút đỉnh à. Và cái lưng của nó là lưng là một bàn tay em luôn á, có nghĩa là nó tạo thịt nhiều lắm nhưng mà tại lông nó xù nên bà con không thấy được cái độ dày của nó. Còn con này thì lông sát ha, lông sát. Và con này nếu như nuôi lớn lên đó thì cũng có khả năng con đen này có khả năng cũng sinh sản tạm tạm được đó. Còn riêng con trắng thì thịt nó là anh chị nào từng nuôi rồi thì biết ha, thịt nó là cứng như cục đá luôn á. Thì với cái dòng 3B siêu xám này á, thì bà con nào mà có từng nuôi qua thì sẽ biết đặc điểm là nó càng ngày nó càng căng, da nó càng mỏng. Còn cái con 3B F2 lai nặng này á, thì nó sẽ tạo xương trước rồi nó mới lên thịt sau ha. Tạo xương cũng khá lâu đó. Và cái ba con bò này á, với cái giá tiền là 13 triệu 500 này á, thì em xin phép báo giá lại là giá tại trại ha. Xin nhắc lại ha. Giá là giá tại trại. Và anh chị nào có nhu cầu á, thì alo liền giùm em liền cái số điện thoại là 0366356635 ha. Thì ngày hôm nay á, là em làm khá là nhiều bò 3B phía sau nè, bà con nào có nhu cầu á, thì tiếp tục theo dõi giùm em ha. Rồi mình chuẩn bị qua lô bò tiếp theo ha bà con ha. Rồi, trước mặt bà con đó là lô bò gồm có 4 con 3B F1 hết toàn bộ hai bà con. 3B F1 già tháng hết rồi, 6 tháng hết rồi. Và cái đặc điểm của nó là có một cái đặc điểm chung á là cái mặt nó dài dài ha. Thì 4 con 3B này á, thì anh chị nào thích á, thì có thể nuôi lớn lên và có một số con thì để làm giống được. Còn nếu như không thích thì nuôi vỗ béo vẫn bình thường thôi. Vì cái giá tiền của nó cũng không có gọi là ấy cao gì đâu. Bốn con này nó chỉ tầm giá nó là 60 triệu ha. 60 triệu cho bốn con bò 3B F1 6 tháng tuổi ha. Chiều cao của nó là ba con là 1m1 và một con là dưới 1m1 ha bà con. Cỡ 1 mét hơn chút đỉnh à. Thì do nó già bò với lại nó cái tàn cái dốc nó cũng cứng rồi nên em bỏ vô chung á. Thì trong cái lô bò này á, bà con nào thích nuôi theo cái đường nào thì cũng ok hết luôn ha.
Nghĩa là vừa dỗ béo vừa sinh sản thì cũng được hết ha bà con ha. Ví dụ như con đuôi trắng này nè thì tướng tá là ngon lành luôn á. Hai chân sau nó trắng, hai chân trước đen. Thì bà con nào không kỹ vấn đề đuôi trắng hay là đầu lõ gì đó thì cũng có thể nuôi được ha. Còn con này chiều cao của nó có 1 mét à, mét hơn chút đỉnh à. Em mới bắt về, thứ nhất là già bò, thứ hai là ăn uống quá hay nên là người ta cho ăn tới no vậy rồi nên là em bỏ vô đây quay luôn. Thì nói chung là giá của nó là tổng cộng là 60 triệu là 15 triệu một con đó bà con. 15 triệu một con. Thì anh chị nào có nhu cầu mua nguyên lô thì liên hệ giùm em ha. Thì có hai con đẹp và hai con nói chung cũng bình thường à. Bò này thì nói chung cứng tuổi rồi nên là bà con nào mà nuôi dỗ béo thì yên tâm ha. Cũng không lâu đâu, thì nó cũng căng đầy thịt hết thôi. Bò ba bê mà. Hai chân trước hai màu đen, hai chân sau màu trắng ha bà con. Xem kỹ giùm em ha. Con này là con mẹ cọp gằn á. Mẹ cọp gằn đẻ ra nè. Mẹ cọp gằn nhưng mà cọp gằn cũng con cọp gằn đó cũng là con F1 luôn nên nó cũng không có được đẹp á bà con. Con gút á, con gút F1 luôn, con gút đầu xin luôn. Nó đẻ ra nên nó cũng không có được gọi là xuất sắc lắm. Thì bò 6 7 nút à. Thì cái lô bò này á nếu như mà anh chị nào mà thích á, thì liên hệ giùm em liền ha. Thì mình chuẩn bị tiếp theo qua cái lô bò kem nhỏ. Lô bò kem nhỏ ha bà con ha. Rồi, lô bò kem nhỏ này á, thì bà con chú ý theo dõi giùm em ha, có một con F2 lông xù và ba con kem lông sát. Thì gồm có hai con F1 mũi đen và một con mũi hồng với một con lông xù là con F2 đó bà con. Thì bốn con bò này thì giá tiền nó cũng mềm mỏng thôi bà con ơi. Giá tiền của nó là có 56 triệu à. Thì chạy ra là 14 triệu con đó. Thì tầm dốc cao, chiều cao của nó là chồm chèm gần 1m1 hết nha bà con. 1m05 ăn lên ha. 1m05 đến 1m1. Thì giá tiền của nó là 56 triệu thôi bà con. Bà con xem kỹ chi tiết ha, dò cẳng thẳng hết. Bò này rộng nhiều đường lắm nha bà con, nhiều đường. Nói chung bò này thì đây như ví dụ như con này nè thì nó mũi hồng, mi hồng. Nói chung là con này là con F2 thì con này là sinh sản ok thôi. Mập mập lên nuôi cho nó đúng bài bản thì con bò này cướng tốt lắm á bà con. Còn cái con mập mập ú ú này nè, con này nè. Thì nó màu nó là con F1 ha. Mẹ xin ha. Đây là con lông xù. Lông xù này một số vùng miền thì rất là thích, một số thì không thích thì do chung là do sở thích của mỗi người thôi. Thì nói chung đồng trạng thì em bỏ vô em quay thôi. Em xin báo giá lại ha, lô bò này giá của nó là 56 triệu ha. 56 triệu cho 4 con bò kem, cao là 1m05 đến 1m1. Thì bò này thì tầm cũng cỡ 8 nút à, cũng không có được nhiều, 7 8 nút. Thì với cái giá tiền này thì bà con nào về sanh sửa lại hay là cho dỗ lên cho nó mướt mướt á, thì nó ra bò giống cũng được hết luôn nha bà con. Bốn con này ra bò giống đều được hết ha. Đồng thanh đồng thủ hết trơn á bà con, xương cẳng là thẳng hết ha. Có con F2 thì xương nó bự hơn nhưng mà bù trừ lại thì lông nó xù. Con F2 lông xù đó thì xương bự hơn nhất nhưng mà lông nó lại xù. Một số anh chị có hỏi em là chừng nào nó hết xù, hết lông nó hết dài ra đó. Thì theo như em được biết thì một số con tầm chừng này nuôi cỡ 3 tháng
sẽ rụng lông. Còn một số con á, không hiểu sao, có thể là do con giống á, là em thấy là tới tầm 1 năm tuổi hơn, chiều cao của nó tầm khoảng 1m2 mà lông nó vẫn còn xù á bà con. Lông nó vẫn còn xù. Cái này thì em không rành ha, nhưng mà em nghĩ là ăn uống tốt thì nó mau rụng lông. Em thấy đa số trường hợp là như vậy. Thì mình biết tới đâu thì mình chia sẻ tới đó ha bà con. Thì nhầm con á, cả năm hơn 2 năm tuổi vẫn còn xù ha, tiếu lắm, nó ở dơ nữa. Thì cái đặc điểm của nó nữa, có thêm một đặc điểm của nó nữa là nó chịu nhiệt rất kém ha bà con. Chịu nhiệt rất kém nên là nhiều khi chưa nắng nóng bà con thấy nó thở khi khi hổn hển, là nó chảy nước miếng luôn, nhiều nước miếng luôn. Nhầm người ta sợ quá, người ta tưởng nó bị bệnh lở mồm long móng chẳng hạn, thì người ta sợ, người ta kêu thú y mình chích này nọ. Nhưng mà thực sự nó, bản chất của nó là nó chịu nhiệt kém ha bà con. Những cái con lông xù á là thích ở trời mát hơn. Rồi chính vì chỗ đó là nó ở dơ đó, chính vì chỗ đó mà nó ở dơ dữ lắm. Thì chừng nào mà nó rụng sát lông rồi á, thì nó đẻ con mà con coi là xương cẳng là bành bành luôn á. Tới chừng đó thì mình mới có cảm giác là mình mới thấy là nó thích thú. Rồi nói chung cũng nói nhiều rồi, thì mình chuẩn bị qua tiếp theo cái lô bò tiếp theo nữa ha bà con ha. Lô bò 3B, 3 con 3B và một con kem. Rồi trước mặt bà con á, là lô bò gồm có 3 con 3B và một con kem ha. Và em xin lưu ý với bà con ha, là trong đây có một con 3B, mẹ nó là con limousine. Đây con 3B đỏ nè, trước mặt màn hình bà con á ha. Nếu như bà con nào có từng nuôi bò limousine mà sinh sản á, thì bà con chú ý ha, tại vì bây giờ giống của nó là gần như là tuyệt chủng rồi. Ở đâu em không biết, nhưng mà ở Trà Vinh này là không còn nhiều nữa ha bà con ha. Còn cái con này á, thì mẹ nó là mẹ sin bình thường thôi. Và ok, được sinh sản thì là ok thôi. Trong cái lô bò này á, em ưng ý nhất là con limousine màu đỏ đó ha bà con. Còn con kem này thì nó đẹp rồi, nó dài đòn rồi. Thì nói chung chiều cao của nó là hai con vô 1m1 và hai con 1m05 nha bà con. Đây, hai con màu đen này với con màu đỏ limousine, mẹ limousine này thì 1m05 ha bà con ha. Con màu đen này bụng bự này á, thì nó là ăn gom nhiều quá nó bụng bự á, nhưng mà nó là già bò lắm rồi ha. Còn con kem này thì nó đẹp rồi, đẹp lắm luôn. Ok hết. Thì trong đây á, em thấy á, là có ba con để sinh sản là ok đó. Không biết ý bà con như thế nào, nhưng mà con limousine này thì khó kiếm ha. Mẹ limousine này thì khó kiếm ha. Mẹ nó là limousine, nó là 3B ha. Rồi em xin báo giá là luôn cho bà con tiện theo dõi ha, là lô bò này giá của nó rất là mềm mỏng luôn. Giá của nó là 60 triệu. Cũng 4 con bò này giá của nó là 60 triệu ha. 15 triệu một con, hai con 1m05 và hai con 1m, con vàng gần 1m1, con 3B là 1m1 cứng. Thì bốn con bò này á, thì trong cái lô bò này á, em có cảm giác thấy á, là cái dụ như mà mình để sinh sản á, thì con màu đen này nó em không thích. Nói thực sự ra thì em không thích màu đen này, tại nó ngắn đòn ha bà con, nôn đòn lắm nha. Con màu đen nó nôn đòn lắm ạ. Còn lại ba con thì ok, đùi, đít, chim bọng đồ ok hết. Bà con xem xét kỹ ha. Đặc biệt là con màu đỏ này nè. Thì anh chị nào mà có nhu cầu mua nguyên lô thì alo cho em ha. Còn mua con nào thì cũng alo cho em luôn. Nói chung là số của em xin nhắc lại ha, là 0366356635 ha. Thì trại của em là ở Tân Hiệp, Trà Cú, Trà Vinh ha. Thì ngày hôm nay á, thì là nói chung á, là bà con theo dõi em tới đây là cũng gọi là khá dài rồi. Nhưng mà lâu lâu gặp lại thì mình làm một cái gì đó cho nó mới mẻ. Thì em xin phép review báo giá cho bà con một cặp bò đực 3B nha bà con. Một cặp bò đực 3B. Thì bà con cố gắng theo dõi giùm em thêm một cặp nữa ha.
Rồi, trước mặt bà con á là một cặp bò đực ba bê. Thì bò đực ba bê này em xin nói luôn là nó là mẹ sinh hết ha bà con ha. Và không 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 phải một ngẫu nhiên mà là em làm cái video để em review cặp bò đực đâu. Thì bò đực á, lúc trước á, cách đây tầm 1 tháng rưỡi á, thì giá của nó là trên nóc nhà ha. Giá của nó là theo em nghĩ cặp này lúc trước nó là tầm khoảng 50 triệu. Thì chiều cao của nó là 1m1 và thông số tuổi đời của nó là 6 đến 7 tháng tuổi ha bà con. Nhưng mà do cái thời điểm này nè, cái thời điểm Covid khắc nghiệt này nè, và một số nơi ở chỗ em hoặc là ở số miền Tây á, người ta vô bò đực giống đầy đủ hết rồi, nên giá con bò đực hiện tại nó đang rất là hữu nghị, có nghĩa là rất là hợp lý đó bà con. 1 tháng rưỡi trước cặp bò này tròm chèm 50 triệu thì bây giờ nó tầm khoảng 47 triệu thôi bà con, nó rớt giá rồi. Và em theo em nghĩ là anh chị nào còn chuồng trại trống á thì đây là thời điểm thích hợp để mình bắt bò đực vỗ béo ha bà con. Thì cái gì người ta run sợ thì mình nhảy vào thôi, thì cái người ta mà không có làm thì mình làm thì cơ hội nó cũng có nhiều hơn. Thí dụ như cách đây cỡ 1 tháng rưỡi bà con bỏ ra giá tiền nó đội lên khoảng một tầm 1,5 triệu đến 2 triệu một con giống như thế này, thì bây giờ 1,5 triệu đến 2 triệu nghe rất là nhỏ bé, nhưng mà thí dụ như bà con nhập 10 con đi, đơn giản là 10 con đi, bà con thấy là cái lợi nhuận của nó là giảm đi, mất đi khoảng 20 triệu. Thì 20 triệu đó thì bà con mua phẩm hay là mua thức ăn thì nó được khoảng tầm khoảng 50 bao. Thì tính ra thì đây là thời điểm thích hợp hả bà con ha. Tại vì giá bò đực 3B tầm này, giá của nó như thế này là em nghĩ là hợp lý ha. Chiều cao của nó là con bò này là gần 1m1. À, xin lỗi, con này là 1m1, còn con xám này thì nó gần 1m1 ha. Con đỏ này thì gần 1m1. Và nếu như mà anh chị nào mà có nhu cầu mà đổ con giống cho chạy hay là hoặc là cho chuồng trại của mình thì cứ liên hệ cho em ha. Số điện thoại của em là 0366356635 ha. Em xin nhắc lại một lần nữa. Và cặp bò này giá của nó là 47 triệu ha. 47 triệu em xin nhắc lại ha. Thì nếu như mà không có mùa Covid này thì giá bò chắc bây giờ là lên tới nóc nhà luôn ha bà con. Bởi vì đây là cơ hội ha. Thời điểm này mình vô con giống á, thì đây là thời điểm vàng ha bà con ha. Và xin kính chúc bà con thì gọi là chăn nuôi đạt năng suất ha. Và cái lời chúc mùa Covid này vẫn là lời chúc sức khỏe. Chúc bà con sức khỏe, để có sức khỏe thì mới có tất cả ha bà con. Rồi, bọn chị xin kính chào bà con và hẹn gặp lại ở video tiếp theo ha. Xin chào bà con. Bye bye.